Hello các chỉ huy, series Hero Do You Know đã quay trở lại rồi đây. Cho những ai lần đầu xem tại đây, chúng ta sẽ bàn bạc tất tần tật về kỹ năng và mọi tips, trick để sử dụng các hero một cách triệt để nhất. Chà chà, tất tập trước chúng ta đã mời rất nhiều các mỹ nhân xinh đẹp đến đây. Trong lúc đợi các mỹ nhân mới xuất hiện tại lục địa Kim, tôi xin phép đổi màu không khí một chút. Và tập hôm nay, chúng ta sẽ nói về Joe, anh chàng nhà giàu, bad boy thứ thiệt, là tổng tài quân nhân trong lòng các thiếu nữ. Kỹ năng 1 của Joe là thuận kích quá tải, kéo tấm khiên khổng lồ đến bên cạnh, tấn công kẻ địch ở gần, gây sát thương và vào trạng thái quá tải. Nếu đánh trúng mục tiêu sẽ nhận thiệt khiên. Bị động 1, hiệu quả rời sân. Khi Joe rời sân sẽ để lại tấm khiên tại chỗ, tạo thành một màn che quá tải. Khi Joe ra trận sẽ kéo tấm khiên trước đó đến bên cạnh, gây sát thương cho kẻ địch gần đó. Bị động 2, màn che quá tải. Khi tấn công mục tiêu ở đối diện, màn che sẽ gây thêm sát thương. Nếu dùng trong trạng thái quá tải sẽ tăng sát thương gây ra. Chiêu cuối, khiên phá trận, gây nhiều sát thương lên mục tiêu gần đó, mở một lực trường quá tải, tăng cho đồng đội trong phạm vi lực trường hiệu quả cường hóa quá tải. Bị động 1, lực trường quá tải, giúp đồng đội trong phạm vi lực trường quá tải tăng sát thương. Nếu trong trạng thái quá tải sẽ tăng thêm sát thương. Bị động 2, khi Joe có mặt trong đội, thuộc tính xuyên giáp sẽ giúp tăng sát thương trong trạng thái quá tải. Joe sẽ đóng vai trò là nhân vật hỗ trợ trong đội. Nhiệm vụ chủ yếu của anh chàng này là tung chiêu kết liễu với ấn ký tăng sát thương, tăng thuộc tính sát thương dị thường, nên không cần xuất hiện trong thời gian quá dài. Khi chọn vũ khí nên dùng combat bow giúp tăng sát thương cho cả đội. Nếu không có combat bow, có thể dùng vũ khí loại hỏa diệm để giúp đội tăng thêm trạng thái dị thường. Về lõi, tôi đề cử các ông lõi phù hợp cho anh chàng này là lõi mát, lõi liên hiệp số 3 và lõi liên hiệp số 1. Hiệu quả bộ hai món có thể giúp tăng xuyên giáp cho cả đội ngay cả khi không ra trận, phù hợp với định vị nhân vật đặc công như Joe. Sau khi bộ bốn món đang trong đội có nhân vật nhận trạng thái quá tải, tăng sát thương toàn diện, giúp nhân vật hỏa lực có thể tăng DPS. Các ông thấy anh chàng này thế nào? Riêng tôi thì thấy anh không chỉ đẹp mã mà thực lực cũng xịn đấy. Các tập tiếp theo các ông muốn tôi làm về ai nữa nào? Hãy bình luận ngay bên dưới video nhé. Đừng quên ủng hộ tôi bằng cách like, share video và subscribe cho kênh Metal Slug Awakening Việt Nam để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin mới nhất nào nhé.